bà con cô bác anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại chợ Ba Mít sáng 30 Tết. Thì cái video mình quay chợ Phong Điền á, có một cái người là họ comment là kêu mình quay cái chợ Ba Mít bữa 30 Tết, thì hôm nay là cũng rất là bận rộn cho nên mình cũng cố gắng mình đi quay cho gửi đến mọi người xem. Giờ mời mọi người theo chân mình đi xuống chợ Ba Mít nhé. Hôm nay là 30 Tết rồi. Dạ dạ. Con bự hả con? Trời, bữa nay còn có 25 ca ký hả bác? 25 ca. Bữa nay là đại hạ giá luôn mọi người ơi. Rồi đi về về anh quay cho mọi người xem nha. Chị bán bắp. Đây có tiệm bánh mì Bảo Bảo. À, mình nghĩ bữa nay là xuống chợ chắc rất là đông. Bữa nay là chắc đông lắm. Nay 30 Tết. Bữa hổm đi chợ chợ Bình Thủy thì rất là ít người đi. Hôm nay xuống chợ Ba Mít thấy rất là đông rồi. Hôm nay thì mình cũng định ở nhà nhưng mà với yêu cầu của khán giả thì mình đi quay cho những người mà xa quê xem. Rồi. Đây là kệ thịt. Rồi đi về về quay cho mọi người xem nha. Dạng là tiệm bánh mì La Thành. Về về đây bà con bán rất là nhiều. Khúc này thì ít người đi chợ nha bà con. Chắc xuống dưới là chắc đông lắm. Rồi đi dài dài tiếp tục quay cho mọi người xem. Ba Mít này sáng uống cà phê dữ lắm. Quán nào quán nấy cũng rất là đông người uống cà phê. Rồi. Đi hơi chậm nha mọi người. Do xe đông quá đi hơi chậm. Hôm nay không khí rất là thấy rất là đông. Rồi bánh bao. Rồi dưới đây có bán bông nhiều rồi nè mọi người. Ờ dưới đây là chả, bánh tét, đủ các loại. bánh bao. Tối nay là giao thừa nha mọi người cho nên là bán cao, bán sung là nhiều rồi. Chị quay bự hả? Đây chợ Ba Mít có chị bán bự nha. Bữa nay là nhiêu ký hả chị? Mười mấy 20 ngàn hả? Rồi thôi cảm ơn chị nha. Dạ. Năm rồi hình như là không có, lâu lâu mới đi một lần vậy. Rồi chị tiệm hùng dịch này cũng rất là vui tánh. Em đi nha chị. Rồi tiếp tục cho mọi người xem nha, bắt đầu mình vào chợ nhé. Rồi dưới đây là thấy đông dữ lắm, đông nè mọi người. Sáng trời hơi chá nha mọi người cho nên là video nó cũng không được đẹp hơn. Yeah.
Ờ, dưới đây cái thấy nhộn nhịp quá nè. Hai bên thì bán toàn là những cái đồ mũ, đồ nhựa, đồ nhiều nha mọi người, đồ điện tử. Đây có người lựa mua. Rồi. Giờ này mình đi 7 giờ chắc có lẽ là hơi trễ hay gì, thấy mọi người cũng về nhiều rồi, mua đồ và lội về. Rồi, dưới đây là nhiều, rất là đông luôn. Chỗ gà vịt này thấy mua nhiều, rất là nhiều luôn. Rồi đi về về đây cho mọi người xem nha. Hôm nay đông dữ lắm, đông nè. Còn đi trên này thôi, mình quay xuống dưới gần mấy sông mà cho mọi người xem nha, dưới nhà lồng dưới. Rồi đây là gian hàng trái cây quá chừng. Bữa nay thấy bông hoa rồi thấy ít bán quá mọi người. Đây là nhà lồng bán hải sản, thực phẩm tươi sống. Rồi đây có dưa hấu nè, dưa hấu trái nhỏ nhỏ không nha mọi người. Với nhà lồng này thì cũng thấy khá là nhộn nhịp. Rồi. Đây để mình hỏi thăm thử cái này nhiêu ký. Ủa cái quýt này nhiêu ký á chị? 40. Cái này 40 ha. Xoài. Rồi, với nhà lồng này cũng nhộn nhịp. Rồi trên đây mới vui nè, dẫn mọi người trên đây xem dưới đây mới vui. Rồi dưới đây có rau cải trời nè, rau cải trời, chuối. Để coi ngoại này bán gì. Ngoại bán rau cải trời hả ngoại? Thôi, cái này chắc ở vườn đem ra bán đó hả ngoại? Dạ dạ. Dạ. Cái này mấy cái bông giấy đẹp quá trời. Dạ dạ, quá trời đẹp. Ở dưới đây bán đồ bao lì xì nè, chầu cao. Này bông gì này, với đương lửa trái sung. Rồi đi vòng vòng đây nha mọi người. Rồi đây bán hải sản có người lựa. Mấy cái mà ít này là chắc có lẽ là nhà trồng xong đó nghe mọi người. Mấy cái rau, mấy cái khổ qua nè. Rồi đi dài dài đây cho mọi người xem. Mình thích mấy chỗ mà bán, mà ngồi xuống mà bán như thế này nè. Mua rất là tự nhiên. Đó có bưởi. Củ cải. Dạ dạ dạ. Ủa bánh tét gì đang nhiêu đòn vậy? Dạ 35 ngàn. Rồi em 35 ngàn nha mọi người. 30 Tết rồi. Mời là có bán được không hay nghỉ hết con? Dạ mời mùng 1 rồi ha. Dạ thôi cảm ơn nha. Rồi.
Rồi đi dài dài lại để cho mọi người xem nha. Dưới đây uống cà phê quá chừng luôn nè. Rồi mấy cái này cái gì không biết. Ủa cái này là cái gì? Cái đó là mắm chén ngon lắm. Dạ mắm chén, chợ Ba Mít này có mắm chén nha con. Dạ. Con hỏi đây quảng rồi, cáo thôi nha. Dạ. Heo quay đồ hết rồi. Dạ dạ, có heo quay nữa hả? Rồi đồ chay mà làm đẹp mà mọi người. Cái này là nấu đậu. Dạ cái này nấu đậu. Cái này cà ghi. Cái này là bún qua hầm. Dạ dạ dạ. Rồi thôi con cảm ơn nhiều nha. Ở đây bán dưa hấu. Rồi khúc dưới là mình không có đi nha mọi người. Khúc dưới thấy chắc cũng ít bán đồ. Tới đây mình quay vòng vòng lại cái nhà lòng chợ cho mọi người xem ha. Hôm nay là mình làm là đi chợ là cái mình quay một mạch luôn à. Cho nên là về mấy cái phần đầu đó mình cũng không có edit như gieo nhiều. Bên đây qua mình xem mấy cái bánh mặn. Này lâu lắm mới gặp lại cái bánh mặn. Trong đây là sáng uống cà phê dữ lắm nhiều luôn nha mọi người. Rồi mình xuống cái khu nhà lòng mình quay cho mọi người xem luôn. Rồi kiếm đường mình đi xuống dưới. Ủa thấy hôm nay là dịch bán chắc gọi sớm ha cô. Dạ 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 hết rồi, hôm nay hết sớm rồi ha. Rồi con cảm ơn nha. Rồi hồng dịch 30 ngàn một chục luôn. Rồi xuống chợ nha mọi người. Kiếm đường đi xuống nè. Không có đường qua. Rồi đi dài dài đây mình quay cho mọi người xem nha. Đây là mấy gian hàng thực phẩm tươi sống. Hôm nay thấy dưới nhà lòng là cũng ít người đi chợ nha mọi người. Dưới đây thì rau củ quả thì khỏi nói rồi, quá trời nhiều. Ở trên thì nhiều nhưng mà ở dưới này thì thấy xuống nhà lòng này mua cũng ít nha mọi người, cũng hạn chế nha. Rồi đây mực. Mấy thủy hải sản. Rồi đi dài dài quay ở ngoài cho mọi người xem không khí như thế nào. Cái nhà lòng này thấy cũng không có đông nhiều nha mọi người. Hôm nay 30 rồi chứ. Chắc có lẽ là chắc, sáng ta đi chợ rất là sớm. Cho nên giờ này cũng hơi ít. Chỗ bán gà vịt thấy nãy giờ là đông lắm nghe mọi người. Rồi đi chở ra. Anh đi dài dài vô đây thử có bán bông hoa gì không quay cho mọi người xem. Rồi. Rồi vô đây thấy cũng hết nha mọi người. Không có bán gì nhiều. Rau nè. Sáng thấy ngoại này bán rau đắt rồi nè.
Dài nghe bà con. Theo cái đoạn này đi ra ngoài luôn coi. Chắc mình đi dài dài ra đó rồi thôi mình quay cái vòng ngoài lộ xong cái mình cũng kết thúc video nha mọi người. Rồi mình đi trở ngược ra. Rồi thấy mọi người là đổ dồn vô cũng rất là nhiều rồi nè. Rồi chỗ này thấy mua bán cũng đông đúc quá nè. Quá đông quá đông. Trên cầu này cũng đông quá. Và đây là quang cảnh ngày 30 Tết của chợ Ba Mít trên hướng lộ từ Ủy ban Nhân dân xã Trường Thành về hướng Định Môn. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại bà con, cô bác, anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.